Năm mới có anh em nào phát tài chưa? Anh cảm ơn bác Thủy Huyền nhá. Chúc tất cả các bác năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, thành công trên con đường đam mê của các bác nhá. Dạ mấy con đó nó bị bể dàn bác Chó Râu ơi nhá. Nếu mà nó đang chơi nó bỏ chạy nó bị bể dàn bác nhá. Những con đấy thì những thông thường các bác hiểu là những con chim mà đã bể dàn thì không bao giờ khắc phục được bác nhá. Không bao giờ khắc phục được. Nếu như nó yếu hay là nó như thế nào đấy thì mình có thể mình nuôi lại, nhưng mà nếu nó đã bể dàn thì không bao giờ khắc phục được bác nhá. Những con đấy thì các bác có thể là nuôi AV để duy trì nòi giống thì được. Có lửa vẫn lùng sục chim ché, có thể cả nửa ngày được anh ạ. Vâng bác Chó Râu, thì em đang nói dở cái bác này đó. Tất nhiên là những con chim mà các bác cầm ấy, những cái con chim mà nó bể dàn thì ở nhà thì nó mình không thể nói là vấn đề gì được. Tất nhiên nó vẫn là một con chim rất là hung hãn đấy. Thế nhưng mà có bác hiểu nên cái con chim bể dàn nó như thế này này, các bác cứ hình dung giống như một con gà nó bị bể đòn đấy, bể đòn, hoặc là những con chim mà các bác nuôi mà trong quá trình các bác chăm sóc mà nó bị một cái tình huống ngoại cảnh, ví dụ như là chuột nó vào nó dí cũng có, rồi bị các bác tắm chim mà không may bị quên đấy, không may bị quên á mà để mèo dí ấy. Đấy thì nó cũng không phải là vấn đề nguy hiểm, nhưng mà không phải là nó bể dàn nó lên nó dàn nó gặp con chim nào nó cũng sợ, nhưng mà vô tình tức là trong một cái quãng thời gian các bác chơi trên dàn là con chim nó sẽ nhớ được cái đòn đó, nó nhớ được cái đòn đó, bắt đầu nó sẽ bị hoảng, nó sợ vì bản chất của chồng mà nó nhớ rất là dai, bản chất của chồng mà nó nhớ muôn đời luôn đấy. Mà các bác hiểu là không kể những con chim mà nó sợ phải đòn đánh đấy, mà đôi khi con chim mà nó nguy hiểm nhất ấy, là nó sợ phải giọng nữa đấy. Con chim mà nguy hiểm nhất là nó sợ phải giọng đấy. Cho nên là những con chim mà nó đã sợ giọng rồi thì các bác không bao giờ các bác cầm con chim nó chơi được đấy, không bao giờ cầm chim chơi được. Có thể nó bị bể già nó sợ đòn thì có thể là có thể là chơi chỗ này chỗ kia được, nhưng mà đã là sợ giọng và sợ bể dàn rồi thì không bao giờ các bác chơi được nhá bác nhá. Chứ còn cái vấn đề mà con chim sợ chim đó là chuyện rất bình thường. Chim sợ chim nó bình thường, tức là nó chỉ sợ con chim đó thôi chứ không phải nó sợ đòn đánh. Nó sợ con chim đó tức là nó nghe những cái giọng điệu hay là cái phách đánh của con chim nó sợ, nhưng mà nó chỉ là một trong những trường hợp này nó rất là hi hữu đấy. Cho nên là với trường hợp mà con chim sợ chim ấy, thì các bác thấy là những hình dung các bác để ý là những con chim đấu dàn ấy, tức là nếu như nó đứng bên con chim đó mà nó sợ thì nó sẽ bỏ nó đấu ngay. Có con tắm khô rồi, có con bỏ chạy, có con này kia đấy, nhưng mà đi chỗ khác mà không có con chim đấy nó vẫn đấu bình thường, nó không có sợ gì cả. Chim ở nhà thì chơi ra, còn phải không chơi bác nên đào thải những con chim nó đi, bác hãy cứ ước mơ nhé. Những trường hợp này những con chim mà các bác mua con, các bác thứ nhất là các bác cầm con chim đấy được, anh hầu như là rất nhiều anh em cầm những con chim đấy, rất nhiều anh em cuộc chơi nó phải đào thải bác ạ, phải đào thải những con chim đó đi. Nếu con chim lật cầu nhanh em chuyển sang hai cầu thẳng lồng sinh, có lại nó lại lên vanh nhiều, vậy nên để bốn cầu góc hay lên cầu thẳng? Vâng bác Hoàng Gia, em nghĩ là bác để con chim đấu như vậy ok hơn nhá. Các bác còn hiểu thế này này, giữa một con chim lật cầu nhanh, lật cầu quá nhanh, và một con chim bác để lồng sinh mà hai cầu thẳng, một con chim nó lên vanh nhiều ấy đấy, nó lên vanh. Nhưng mà các bác hiểu này, con chim nó lên vanh nó có rất nhiều kiểu để nó lên vanh, và cá nhân em lại đánh giá rất cao những con chim lên vanh, đánh giá rất cao những con chim lên vanh. Tại vì thông thường ấy, các bác nên biết là thời xưa là các ông cha hay là anh em, một số những người đi trước, hay cả những tụi em thôi, tụi em là những người đi trước, thì hồi trước thì cách đây 5 năm đổi trước, bây giờ nó đã 6 năm rồi, thì là hội thi hót đấu đúng không? Hội thi hót đấu tức là những con chim vẫn đứng một chỗ được, không xỉa lông mà hót nhiều thì vẫn là vào giải. Nhưng bây giờ con chim phải là hội thi đấu hót thì phải là đấu trước và hót sau, phải không ạ? Thì con chim đấy thì phải là thái độ hàng đầu, mà thái độ hàng đầu mà có những con chim mà lên banh xuống cầu ấy, là những con chim đó nó rất là hung hãn và tố chất rất cao. Đặc biệt là những con chim đó nó không bao giờ nó mất bộ, nó không bao giờ nó mất bộ, bởi vì nó lên vanh xuống cầu. Nhưng mà nó lên vanh nó có rất nhiều kiểu để nó lên vanh đấy. Nếu như mà nó lên vanh nó xuống cầu ngay đấy, thì các bác nên để con chim đó có thấy cầu đó,
Còn nếu con chim mà lật cầu quá nhiều, chạy cầu mà lật cầu quá nhiều ấy, thì nó sẽ mất lực nhiều. Nó sẽ mất lực nhiều. Và khi mất lực nhiều mà con chim nó tình cờ mà ở cái nhịp nghỉ mà nó đứng lại, thì con chim nó rất dễ bị mất bộ. Tại vì cái lực nó đuối. Đó, nó rất dễ mất bộ. Cho nên là nếu với con lồng sinh mà bác để hai cầu thẳng mà con chim nó lên vanh, mà lên vanh xuống cầu thì bác nên để cho nó chơi. Nên để nó chơi. Có thể là nó một vài trận nó có thể là nó không bắt nhịp kịp. Nhưng về lâu dài thì đó là một điều tín hiệu rất tốt và ok. Bác nhé. Chào bác Trương Nam nhé. Vâng, hôm nay thì thứ nhất là đầu xuân năm mới em lên đây chúc sức khỏe tất cả các anh em đam mê xa gần cả ba miền đất nước, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và thành công trên con đường đam mê. Chứ còn tất cả các bình luận các bác comment lên thì có thể là mua những comment em đọc được, rồi cũng có cả comment em không đọc được. Thế nhưng mà một đầu năm thì các bác cứ thông cảm cho em đọc được của ai thì em trả lời người đấy các bác nhé. Đầu năm các bác cứ chịu khó vui vẻ, anh em chúng ta thì mỗi một năm những cái buồn phiền, những cái không may mắn của năm cũ thì chúng ta cứ thả cho nó trôi đi, còn chúng ta cầu mong và hy vọng một năm mới nó sẽ may mắn hơn, thành công hơn, đúng không? Đã là Tết thì đó là hy vọng mà bác, đúng không? Tết là hy vọng mà, chúng ta cứ hy vọng một năm mới có nhiều cái khởi sắc hơn. Em có con kè chim nhà thì nó chơi qua qua, nhưng khi nhiều chim anh em kè nhau thì nó lại chơi xung, càng nhiều chim nó càng máu, với nó hay cúp màu phi vào mổ nhau. Bác cho em xin ý kiến. Những chim này á, bác cố gắng chăm sóc nó. Bác vị Quốc Khánh nhá, cố chăm sóc. Quan trọng nhất là bác nhốt những con chim đó nó phù hợp với nước đánh của con chim. Chứ còn những chim đấy nó rất là hung dữ đấy, có những con chim đấy rất là hung dữ. Nên chăm sóc và nên nuôi những con chim đấy bác nhá. Chứ còn con chim nào mà dí chim chả cục màu, con chim nào cũng thế. Thấy dàn lồng của bác là khủng khiếp. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Em thì đam mê đủ thứ mà. Vừa chim cò rồi vừa lồng, móc, rồi cống. Em là con người nói thật với các bác là phải đánh đổ rất là nhiều. Không kể con chim mà kể cả trên những cây lồng, đánh đổ rất là nhiều. Đấy. Thế nhưng mà mỗi cái đam mê nó có cái gì khác nhau. Tất nhiên thì cây lồng, bộ cống và cái móc, đấy là một cái sự nó liên quan rất nhau. Bởi vì đã có lồng thì phải có cống, và đã có cống là phải có cái móc mới móc lồng được, đúng không ạ? Thế nhưng mà mỗi loại nó lại có một cái ưu và cái nhược điểm, và nó lại chả liên quan tới nhau để một cái công cuộc chơi. Đấy. Tại vì giữa cái lồng và cái cống nó chả liên quan gì với nhau cả. Nó chỉ liên quan là trong lồng thì phải có cống để cho chim ăn thôi. Nhưng mà để chơi nó thì nó chả liên quan tới nhau gì cả. Nó không liên quan với nhau. Cho nên các những anh em mà trong cái giới mà lồng chim ấy, thì em có thể nói các bác là trong giới lồng thì nó sẽ tồn tại hai cái trường phái. Em nói thật, hôm nay thì đầu năm cũng chia sẻ sơ sơ qua thôi, nhưng hôm nay cũng có chia sẻ nhiều hơn, chia sẻ sơ sơ qua thôi. Tức là trong cái trường phái lồng thì nó có hai trường phái, đó là một cái trường phái sử dụng lồng và một cái trường phái nó chơi lồng. Đấy, thì ở trường phái chơi lồng thì nó rất là ít và hy hữu. Đấy, nó không giống như con chim. Đấy, không giống con chim. Tại vì cây lồng nó khác con chim. Và bên cạnh đó thì giữa một cái lồng bắn súng và một cái lồng chạm, nó cũng ở hai cái trường phái khác nhau. Không có trường phái nào giống trường phái nào cả. Đấy, kể cả như cái bộ cống cũng vậy. Đấy, cái bộ cống nó không có giống trường phái nào giống cái lồng cả. Tại vì cái cống là nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nó rất nhiều yếu tố. Tại vì một cây lồng thì nó chỉ có một nghệ nhân làm, đúng không ạ? Nhưng đã là bộ cống thì nó đã rất nhiều nghệ nhân tác động vào một cái cống cũng có thể. Đó, tại vì khi mà cái phần thô ấy, khi mà những bộ cống vẽ tay của Trung Quốc hay là những bộ cống của nhà Lý Chu rồi những cái bộ cống nổi tiếng, kể cả 100 triệu bộ cống, 50 triệu bộ cống, thì tức là nó qua rất nhiều cái công đoạn. Tức là từ khi thủ công cũng là một con người khác, và khi mà nung tráng men nung lên cũng là một con người khác, và khi người ta hoàn thiện một bộ cống người ta vẽ lên lại là một con người khác nữa. Thế nên là để một bộ cống hoàn thiện là nó rất nhiều yếu tố, nó không giống nhau, không giống một cái lồng. Đấy, cái lồng thì nó chỉ là một nghệ nhân làm thôi cũng có thể. Con chim nó hay bị gãy lông đuôi là nó bị gì với em? Dạ rất đơn giản, không có gì cả. Thứ nhất là cái con chim đó trong thời gian các bác chăm sóc, bộ lông các bác nuôi yếu. Thứ hai là bản chất con chim nó không hợp cảm đấy, nó chỉ bị giòn lông,
nó mới giòn lông. Mà cái nguyên nhân chính là do các bác chăm bộ lông, chứ còn cám thì nó chỉ là một phần thôi. Mà do các bác chăm lông có nhiều bộ lông yếu mà nó giòn. Các bác nhé. Quang Hậu, anh ơi em có con chim chơi ok lắm, vừa rồi mới ăn cái nhất. Mà con này nó có cái tật cứ không tắm cho nó thường xuyên và thả lồng rộng cho nó, như anh nói là nó cắn lông đuôi. Anh ạ, không biết do cám hay do gì, tư vấn hộ em. Chả do cái gì cả, một do con chim. Quang Hậu nhé, chả do cái gì cả, do con chim thôi. Đấy, cái thứ nhất đó. Và anh nói thẳng là con chim đấy là những con chim có tuổi rừng nó non, dưới 2 năm lừng, dưới 2 năm. Quang Hậu nhé. Đấy, thứ nhất là dưới 2 năm, non rừng. Nhưng mà chim non, chim những con chim có tuổi rừng nó non thì nó vẫn là những con chim hay. Tuy nhiên là nó sẽ xảy ra những cái lỗi này. Về cái lỗi này ấy, thì đầu tiên phải nói là những con chim non nó rất hung dữ. Rất là hung dữ và có tố chất. Đây là một con chim má lỡ lên. Đấy. Thứ hai là trong những con chim này thì em nuôi nó rất là nhanh thuần, nhanh dạn. Đấy, rất là thuần nhanh dạn. Thế nhưng con chim này thì bắt buộc em không thể nhốt lồng nhỏ được. Thứ hai là bắt buộc em không thể mà nhắc tắm nó được. Những con chim này em nuôi, những con chim này thì em phải thường xuyên tắm nó, phải thường xuyên chăm sóc nó thì nó mới ok. Chứ còn nếu những con chim bản chất nó đã hung hãn mà nó đã sục sạo vào nhà. Đấy, đặc biệt là khi em nuôi xong lông mà nó có lửa ấy, mà em không tắm rửa thường xuyên là con chim nó sẽ bí bách. Đặc biệt bản chất nó hung hãn mà em mà nhốt lồng nhỏ nó sẽ bị stress, đâm ra nó sinh ra tật lỗi phá mình. Đấy, nó sẽ bị cắn đuôi nhá. Cố gắng chăm sóc nó. Chứ không thể mà không nên đổi cám. Cái này không phải đổi cám đâu nhá.